Đây, kênh Nga em mày quay trên kênh Nga ấy à? Đây, không này nó quay trên kênh Nga ấy à? Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo. Vâng, chúng ta đến với trận đấu solo sang đầu tiên giữa Midname Juliet và đối thủ Juliet đó là Hoa Kỳnh Anh. Và lúc đầu thì tôi nhìn, tôi nghe thấy Hoa Kỳnh Anh thì tôi tưởng là một mid nào đó, hai mid đánh với nhau. Ai ngờ hóa ra là một ông vầng cao to, đẹp trai nhưng hơi đen một chút. Ở trận đấu đây, trận đấu đầu tiên của Juliet. Và khả năng tỷ số sẽ là 1-0 và Juliet đang ở trận đấu đã thiếu khá tốt nhưng mà bị móc máy vào bãi ruộng chính nhà mình và Juliet quyết tâm lấy ruộng của đối phương. Khá tốt.
Vâng, đây là một trong những mít cứng nhất của làng AOE Việt Nam. Đúng rồi, như vậy là ăn được 4 dân. Không ăn được 4 dân chẳng có vua gì. Như các bạn biết rồi, từ đấy cũng rồi. Vâng, màu 2 đang bóc váy khá tốt ở trong trận đấu này. Và timeline của JS đang là 67/108. Một giải đấu mà các mid anh tham gia sẽ được mặc định đến 2 dân ở thể loại sen. Còn AC thì chưa biết được rõ là sẽ đen mấy dân. Vâng, 0-1, vâng hay thế. Và tỷ số là 1-0 rồi cho JS ở trận đấu đầu tiên. Và chúng ta đến với trận đấu thứ hai. Đúng là đen 2 dân. Nhiều game thủ mà đánh không cứng tay một chút thì khả năng vẫn bị oảng là rất cao. Chưa các mid, đừng đùa. Và các mid sẽ đánh cung R lắm. Tay thì ít nhưng rất thích đánh cung R. Thank you.